Xin chào các bạn, có lẽ chúng ta đã quá quen với những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng tiền tấn của những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, có bao giờ bạn nghĩ đến giá trị của các cầu thủ tại V-League chưa? Nếu chưa, thì hãy cùng Golden Star Warriors tìm hiểu nhé. Xin lưu ý, đây là giá trị được tham khảo từ Transfer Market, trang định giá cầu thủ uy tín của thế giới. Hồ Tấn Tài, vị trí hậu vệ cánh phải, định giá 250.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Đội trưởng Văn Quyết, vị trí tiền đạo cánh trái, định giá 250.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Đỗ Duy Mạnh, vị trí trung vệ, định giá 250.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Moses Oloja, vị trí tiền vệ phòng ngự, định giá 250.000 euro, được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Đỗ Hùng Dũng, vị trí tiền vệ trung tâm, định giá 250.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Rafaelson, vị trí tiền đạo cắm, được định giá 250.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Giovane Mango, vị trí hộ công, định giá 250.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Tô Văn Vũ, vị trí tiền vệ cánh phải, được định giá 250.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Nguyễn Thành Trung, vị trí trung vệ hoặc tiền đạo khi cần, định giá 250.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Nguyễn Công Phượng, vị trí hậu công, được định giá 250.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Mạc Hồng Quân, vị trí tiền vệ tấn công, định giá 250.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Nguyễn Hải Huy, vị trí tiền vệ trung tâm và được định giá 250.000 euro, cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Quế Ngọc Hải, vị trí trung vệ, định giá 300.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Nguyễn Tiến Linh, vị trí tiền đạo cắm, định giá 300.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Nguyễn Quang Hải, vị trí tiền vệ tấn công, định giá 300.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Zuma Lynch, vị trí tiền đạo cắm, định giá 300.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Washington Brandao, vị trí tiền đạo cắm, định giá 300.000 euro và được cập nhật vào tháng 11 năm 2019. Nguyễn Văn Toàn, vị trí tiền đạo cánh phải, định giá 300.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Brandon Lucas, vị trí trung vệ, định giá 325.000 euro và được cập nhật vào tháng 6 năm 2021. Pedro Paulo, vị trí tiền đạo cắm, định giá 400.000 euro và được cập nhật vào tháng 8 năm 2020. Jefferson Baiano, vị trí tiền đạo cắm, định giá 450.000 euro và được cập nhật vào tháng 6 năm 2020.
và người được định giá cao nhất V-League là tân binh của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, Zurajek với 700.000 euro được cập nhật vào tháng 12 năm 2021. Trên đây là tất cả những cầu thủ có giá chuyển nhượng từ 250.000 euro trở lên tại V-League. Bạn có hài lòng với giá trị này không? Hãy comment xuống dưới nhé. Hãy like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ Golden Star Warriors. Cảm ơn các bạn rất nhiều.